Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2020. Âm lịch ngày này là ngày 19 tháng 7 năm Canh Tý và hôm nay là ngày Nhâm Tý tháng Giáp Thân năm Canh Tý. Ngày này là ngày Hoàng đạo. Giờ hoàng đạo trong ngày là giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ và giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Về ngũ hành niên mệnh, tang đồ mộc. Ngày Nhâm Tý tức là can chi tương đồng thuộc thủy, hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm, tang đồ mộc, kỷ tuổi, bính ngọ, canh ngọ, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi, canh ngọ, mậu thân, bính thìn, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày Tý lục hợp với sửu, tam hợp với thìn và thân, thành thủy cục. Xung với ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu và tuyệt tỵ các bạn nhé. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi giáp ngọ, canh ngọ, bính tuất, bính thìn. Tuổi xung trong tháng, tuổi mậu dần, bính dần, canh ngọ và canh tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Nguyệt Đức, tốt mọi việc, sao Nguyệt Ân, tốt mọi việc. Sao Phúc Sinh, tốt mọi việc. Sao Tam Hợp, tốt mọi việc. Sao Dân Nhật, Thời Đức, tốt mọi việc. Sao Hoàng Ân, tốt. Sao Thanh Long, Hoàng Đạo, tốt mọi việc. Sao Sát, Cống, tốt mọi việc. Có thể giải trừ được sao xấu. Sao Thiên Thủy, tốt mọi việc. Và sao xấu trong ngày cũng có, như là sao Đại Hao, Tử Khí, Quan Phú, xấu mọi việc các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chánh nam, tài thần, hướng chánh tây. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Đầu tiên, mời các bạn cùng đoán xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý, bạn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, cho nên đối với những bạn tuổi Tý làm ăn lương thiện và trung thực trong ngày này, bạn sẽ được báo đáp xứng đáng với cái công sức của mình bỏ ra nhé. Và bạn tuổi Tý, bạn đừng có bao giờ nghĩ rằng những cái cố gắng của mình là vô ích, bởi cấp trên luôn nhận ra cái sự tiến bộ của bạn rồi. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tý, bạn cần phải xác định rằng bạn có những cái mục đích cao xa hơn trong cái sự nghiệp của mình, chứ đừng có nên thỏa mãn quá với những cái gì mình đang có bạn nhé. Với cái khả năng của bạn tuổi Tý có thể giúp cho bạn tiến xa hơn bây giờ rất nhiều. Trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tý, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thủy khí vượng, cho nên bạn tuổi Tý cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là bản mệnh nên chú ý về xương khớp. Bạn không nên ngồi làm việc lâu quá một chỗ, mà thỉnh thoảng nên đứng lên thư giãn vận động nữa bạn tuổi Tý nhé. Vấn đề sức khỏe là rất quan trọng, ăn uống hợp lý cũng là cái điều bạn cần phải để ý để bồi bổ cho cơ thể, đảm bảo được cái nhu cầu công việc hiện tại nữa đó. Ngày này với bạn tuổi Tý, cái việc xuất hành đi xa hay là cầu tài lộc cũng rất tốt với bạn. Thiêu Khổng Minh, hôm nay là ngày rất tốt cho việc cầu tài lộc, xuất hành đi xa. Bạn gặp được quý nhân phù trợ, cầu tài lộc thì có người giúp đỡ, có tin vui, khai trương mở hàng đều tốt bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, bạn được báo đáp
tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, làm việc chăm chỉ. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, bạn hãy tham vọng hơn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, bạn cần chú ý sức khỏe. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, bạn nên vận động nhiều. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, màu đen, xanh da trời. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu đang có được báo hiệu công việc của bạn tiến triển cực kỳ là suôn sẻ nhờ có tam hội phù trợ cho bạn nhé. Và bạn tuổi Sửu dù có vướng mắc gì đi chăng nữa, bản mệnh cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng nhờ có được cái sự giúp đỡ chỉ bảo của cấp trên và đồng nghiệp xung quanh mình nữa rồi. Và trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu, cái mối quan hệ xã giao của bạn có được cái sự hài hòa. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Sửu gặp được nhiều đối tượng có cùng chí hướng với mình. Và nếu như bạn tuổi Sửu quyết định hợp tác làm ăn với những người này, bạn có thể gặt hái được những cái thành tích đáng ngưỡng mộ trong tương lai của mình luôn nhé. Tuy nhiên, trong cái ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, bạn mệnh cần phải quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Và bạn tuổi Sửu dường như bạn dành quá nhiều thời gian cho sự việc nên đã cư xử khá chi là lạnh lùng với người ấy. Bạn tuổi Sửu, bạn nên quan điểm lại tình cảm vốn quan trọng hơn tiền bạc bạn tuổi Sửu nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Sửu, cái việc cầu tài lộc hay là xuất hành đi xa thì được thuận lợi. Theo khổng minh hôm nay là ngày rất chi là tốt. Bên cạnh đó, trong ngày này đối với bạn tuổi Sửu cũng có được cái sự tác động của nhiều sao tốt như là sao Nguyệt Đức, Nguyệt Ân, Phúc Sinh, Tam Hợp, Dân Nhật, Hoàng Ân, Thanh Long, Thiên Thủy. Cho nên cái vận trình của bạn cũng có nhiều cái sự may mắn, tài lộc đến tay bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, công việc được suôn sẻ. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, được nhiều người giúp đỡ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, gặp được đối tác tốt. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, bạn thiếu quan tâm gia đình. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, vợ chồng lạnh nhạt. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái ngày này bạn tuổi Dần đang gặp ngày có thiên quan gây họa, cho nên bạn tuổi Dần cần phải chuẩn bị tâm lý đối diện với đủ các loại rắc rối trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Dần, bạn cần phải giữ được cái sự bình tĩnh của mình, không nên đối đầu trực diện với những người có quyền cao, chức trọng trong công việc được. Ngoài ra, trong cái ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dần, bạn cần phải làm việc một cách cẩn trọng, chu đáo hơn hẳn mọi khi. Đừng tạo cái kẻ hở cho kẻ tiểu nhân vịn vào đó để hãm hại bạn. Bạn làm tốt công việc của mình và không nên quan tâm tới cái chuyện xung quanh mình quá nhiều bạn tuổi Dần nhé. Trong cái ngày Nhâm Tý này đối với bạn tuổi Dần, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dần, bạn có được cái sự chăm sóc gia đình dù là nam hay là nữ. Và bạn tuổi Dần,
Bạn hiểu rằng việc duy trì một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phụ thuộc vào bên nào nhiều hơn cả, bạn Tuổi Dần nhé. Và tử vi tuổi Giáp Dần thuộc Thủy đang có điểm báo mâu thuẫn cấp trên. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc Hỏa, cẩn thận với kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc Thổ, chú ý làm việc. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc Mộc, chăm lo cho gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc Kim, bạn suy nghĩ lạc quan luận. Về đánh giá của bạn Tuổi Dần trong ngày Chủ Nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, Chủ Nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2020. Ngày Chủ Nhật này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọa Mão Dậu. Cho nên trong cái ngày Tý này với bạn tuổi Mão, bạn đang có cái điểm báo rất dễ gây mất lòng người khác. Bạn mệnh có tầm nhìn xa trông rộng nhưng lại có ngạo mạn, nên chẳng biết kiêng dè bất cứ ai đâu đó bạn nhé. Trong cái ngày Chủ Nhật này đối với bạn tuổi Mão, khi muốn nhận xét về người khác, bạn mệnh nên chú ý lựa chọn những từ ngữ uyển chuyển, không gây tổn thương cho người nghe. Cho dù bạn góp ý một cách đầy thiện ý đi chăng nữa, nếu như truyền đạt không tốt thì cũng sẽ gây phản tác dụng đối với bạn tuổi Mão nhé. Tuy nhiên, trong cái ngày Chủ Nhật này đối với bạn tuổi Mão, bạn lại đang có được chính quan nhập mệnh. Cái điều này cho thấy cấp trên đánh giá cao về bạn, tính thẳng thắn của bạn, bạn có trách nhiệm cao với công việc. Vì thế, bạn hãy tiếp tục phát huy cái điểm tốt và thay đổi những cái điểm xấu để nắm bắt được cái cơ hội thăng tiến trong tương lai với mình, bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy, bạn dễ gây mất lòng. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa, nói năng không suy nghĩ. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ, cấp trên đánh giá cao. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, bạn có được sự nhìn xa trông rộng. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, bạn có mức ngạo mạn. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày Chủ Nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, xanh da trời. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn, Chủ Nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2020. Ngày Chủ Nhật này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn đang gặp được ngày tam hợp quý nhân giúp đỡ. Cho nên bạn tuổi Thìn, cái ngày này bạn rất chi là hăng hái mỗi khi bắt tay vào làm bất cứ cái công việc gì nhá. Và bạn tuổi Thìn, tuy nhiên bạn thường chỉ duy trì được cái hứng thú của mình trong một cái khoảng thời gian rất ngắn mà thôi đoạn. Với bạn tuổi Thìn, bạn hãy nhớ rằng một khi đã bắt đầu vào làm một cái việc gì đó thì nên cố gắng kiên trì cho đến cùng, bởi cứ hứng thú thì làm, không có hứng thú thì bỏ dở. Cái điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Thìn mãi mãi chẳng hoàn thành được cái công việc nào cho thực sự tốt cả đâu đó nhá. Trong ngày Chủ Nhật này đối với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Đáng tiếc là về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Thìn trong ngày này lại không được tốt cho lắm. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Thìn và nửa kia không được quá yên bình trong ngày hôm nay. Mỗi khi có cái vấn đề gì xảy ra, bạn tuổi Thìn, bạn cần phải nghe nửa kia giải thích, chứ không nên tin tưởng hoàn toàn vào cái trực giác của mình, bạn tuổi Thìn nhé. Với bạn tuổi Thìn trong ngày Chủ Nhật này, bạn đang chịu tác động của những sao tốt như là sao Thiên Đức, sao Nguyệt Ân, Phúc Sinh, Tam Hợp,
Dân Nhật, Hoàng Ân, Thanh Long, Sáp Cống, Thiên Thủy. Cho nên cái việc cầu tài lộc, khai trương xuất hành, mở kho, bạn được may mắn, có quý nhân giúp đỡ, gặp được người lớn tuổi hỗ trợ nhé. Ngày này Thiêu Khổng Minh với bạn tuổi Thìn cũng là ngày tốt với bạn đó. Và bạn tuổi Thìn xuất hành đi xa trong ngày này, bạn cũng đừng quên rằng nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây để tăng thêm cái vận may về tài lộc, về tiền bạc cho mình bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, hăng hái làm việc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, bạn dễ bỏ dựa chừng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, nên kiên trì hơn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, vợ chồng mâu thuẫn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, bạn học cách lắng nghe đó. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ đang có được thiên ấn chiếu mệnh. Cho nên với bạn tuổi Tỵ trong ngày này đang có được cái dấu hiệu may mắn trong sự nghiệp của mình. Đặc biệt là đối với bạn làm trong các ngành nghề như là khoa học, dịch vụ, nghệ thuật, bạn có thể sử dụng cái khả năng của mình để gây ấn tượng với rất chi là nhiều người đó nhé. Và bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, bạn là người nhanh nhạy và tài giỏi, tuy nhiên lại có phần quá lạnh lùng, không dội giữ cái mối quan hệ với mọi người xung quanh. Bạn cần phải cởi mở hơn nữa với mọi người. Đây cũng là một trong những cái yếu tố cần thiết nếu như bạn muốn thăng tiến trong tương lai cho mình nhé. Trong ngày Nhâm Tý này đối với bạn tuổi Tỵ, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thủy khắc hỏa. Cái điều này khuyên bạn mệnh tuổi Tỵ nên quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn, chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp như vậy. Tiền mất rồi có thể kiếm lại được, còn một khi tình cảm đã phai nhạt đi thì bạn khó có thể bù đắp lại được nữa bạn tuổi Tỵ nhé. Và ngày này với bạn tuổi Tỵ, cái việc xuất hành đi xa hay là cầu tài lộc, xuất kho, ký kết hợp đồng cũng có nhiều cái sự thuận lợi. Bởi theo Khổng Minh, hôm nay là ngày tốt, bạn có được cái sự tác động của những sao tốt như là sao Nguyệt Đức, Nguyệt Ân, Phúc Sinh, Tam Hợp, Dân Nhật, Hoàng Ân, Thanh Long, Thiên Thủy mang lại nhiều cát lợi cho bạn. Bạn cũng nên xuất hành theo những cái hướng tốt và chọn cái giờ tốt để làm nữa bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa thể hiện được tài năng, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ bạn dễ gây ấn tượng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, bạn quan tâm gia đình. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, không dội dự mối quan hệ. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, bạn cần cởi mở hơn nữa. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, chủ nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là trong cái ngày này, bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Cho nên trong cái ngày Tý này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn không biết cách tiết chế cảm xúc của mình nên dễ nổi, hoặc là có những cái hành động không hay, dễ gây ác cảm với mọi người xung quanh đó bạn tuổi Ngọ nhé. Và bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này có thể nhận ra rằng có nhiều đối tượng khác giới để ý và quan tâm tới mình,
Thế nhưng trên thực tế, hôm nay không phải là một ngày thích hợp để cho bạn phát triển về cái mặt tình cảm. Vì thế, bạn hãy giữ khoảng cách cần thiết với mọi người, đặc biệt là những người khác giới bạn tuổi Ngọ nhé. Và xem tử vi ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Ngọ, ngày này bạn nên tránh cái sự tranh chấp, kiện tụng. Vì vậy bản mệnh cần giữ cái hòa khí với mọi người, một điều lành, một điều nhịn, chín điều lành. Bạn sẽ nhận ra có nhiều cái cách giải quyết mâu thuẫn, hợp tình, hợp lý với mình nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc Kim, bạn dễ nổi nóng. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy, được nhiều người để ý. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc Hỏa, bạn nên giữ khoảng cách với người khác giới. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc Thổ, bạn không nên mâu thuẫn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc Mộc, bạn cần giữ hòa khí đó. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày Chủ nhật này, tài lộc 4 sao, sự nghiệp 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 4, số 8. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, màu đỏ, màu vàng cam. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2020. Ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Mùi á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi, bạn đang gặp ngày có Tý Mùi tương hại. Cái điều này gây ra nhiều tác động xấu cho bạn tuổi Mùi trong ngày hôm nay nhé. Với bạn tuổi Mùi đang có những suy nghĩ tiêu cực, có thể khiến cho bạn vô tình làm những cái việc đắc tội với kẻ tiểu nhân. Và bạn tuổi Mùi, bạn cần phải cẩn thận vì có thể sẽ có người dự trò sau lưng bạn. Trong ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Mùi, cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Mùi và người thân cũng không mấy hòa hợp. Đôi bên có những cái ý kiến bất đồng lẫn nhau. Chính vì những cái lẽ này mà bạn tuổi Mùi, tình cảm đôi bên đang dần xa cách, thậm chí không hề nghĩ đến cái việc quan tâm và thấu hiểu cho nhau đó bạn nhé. Bên cạnh đó, ngày này đối với bạn tuổi Mùi đang có kiếp tài nhập mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi có được cái sự nhiệt tình và thẳng thắn, nhưng lại dễ đưa ra những cái quyết định mù quáng, thiếu lý trí lắm đợt. Trong công việc, bạn mệnh tuổi Mùi không nên khăng khăng làm theo ý của mình mà cần phải tham khảo các ý kiến của đồng nghiệp và cấp trên nữa bạn tuổi Mùi nhé. Ngày này với bạn tuổi Mùi cũng so không thuận lợi cho cái việc xuất hành đi xa. Vì vậy, nếu như có việc khẩn thiết không tránh được thì bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng chánh nam, tài thần hướng chánh tây để hạn chế những cái rủi ro, tăng thêm cái vận may cho mình bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, đắc tội với tiểu nhân. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, dễ quyết định mù quáng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, vợ chồng không hòa hợp. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, tình cảm xa cách. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, bạn suy nghĩ tiêu cực. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 3, số 5. Giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2020. Ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Thân với những người trong gia đình vô cùng là tốt đẹp. Bạn tuổi Thân, bạn biết dành nhiều thời gian để quan tâm đến suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia. Vì thế mà đôi bên lúc nào cũng vô cùng thấu hiểu và bao dung cho nhau nữa rồi nhé. Trong cái ngày Chủ nhật này đối với bạn tuổi Thân, thỉnh thoảng bạn mệnh cũng có thể tổ chức những cái buổi hẹn hò lãng mạn và tìm cách hâm nóng lại tình cảm đôi bên. Sau mỗi dịp như vậy,
chắc chắn bạn sẽ thấy mái nhà nhựa của mình lại hạnh phúc hơn rất nhiều lần đó bạn tuổi thân nhé. Và ngày này với bạn tuổi thân, bạn đang có được báo hiệu thực thần chiếu mệnh, có được cái tin vui về tài lộc trong ngày. Đối với những bạn làm nghề tự do thì trong ngày này có thể nhận được những cái khoản lợi nhuận rất đáng ngưỡng mộ. Những bạn làm công ăn lương thì bình thường tuy không được tăng lương, tăng thưởng với bạn, nhưng cũng sẽ được cấp trên đánh giá cao bằng cái năng lực của bạn nhé. Ngày này đối với bạn tuổi thân, bạn đang có được cái sự chiếu của các cái sao tốt như là sao Nguyệt Đức, Nguyệt Ân, Phúc Sinh, sao Tam Hợp, Dân Nhật, Hoàn Ân, Thăng Long, sao Thiên Thủy. Bên cạnh đó, Thiêu Khẩu Minh thì ngày này là ngày tốt. Vì vậy, cái việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, mở kho trong ngày này với bạn rất thuận lợi. Có quý nhân giúp đỡ, có người lớn hỗ trợ, công việc thì được hanh thông, có tin vui trong ngày nhé. Và bạn tuổi thân, bạn cũng đừng quên rằng xuất hành thì nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng chánh nam, tài thần, hướng chánh tây để tăng thêm cái vận may về tài chính, về tiền bạc cho mình bạn tuổi thân nhé. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy yêu thương gia đình, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa vợ chồng hòa thuận, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ làm ăn có lời, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc được cấp trên đánh giá cao, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim quan tâm tới mọi người rồi. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu, bạn cần phải cực kỳ thận trọng trong công việc hôm nay, bởi bạn đang đối đầu trực diện với cục diện ngũ hành tương phá, bạn đang có cái điềm báo tiểu nhân quấy phá nhá. Và bạn tuổi Dậu, bạn đừng có chủ quan, bởi có thể những cái công việc tưởng như là đã thành công trong cái tầm tay của bạn rồi, nhưng bất ngờ sẽ gặp trở ngại với bạn. Trong ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Dậu, rất có thể bạn đang có kẻ ném đá giấu tay, bạn cần phải thật sự là cẩn thận trước khi đưa ra mọi cái quyết định cho mình. Và khi gặp rắc rối, bạn mệnh tuổi Dậu nên bình tĩnh để tìm hướng giải quyết, chứ không nên bực bội, nóng nảy, như vậy không mang lại cái tác dụng gì, còn phản tác dụng, ảnh hưởng tới tương lai và sự nghiệp của mình sau này bạn tuổi Dậu nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Dậu, bạn đang có cái điểm báo không nên xuất hành đi xa, có cái sự va chạm, tai nạn, sự cố bất ngờ, mất tiền, mất của, hại thân đối bạn tuổi Dậu nhé. Và bạn tuổi Dậu, bạn nếu như có việc phải xuất hành đi xa không thể tránh được thì bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây để tăng thêm cái vận may cho mình. Trong ngày này với bạn tuổi Dậu đang có điểm báo có cái sự tác động của một số sao xấu lên bản mệnh như là sao đại hao, sao hư, sao đoạn sát, bạn cần phải đặc biệt chú ý trong ngày đó. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy làm việc nên cẩn trọng, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa có kẻ ném đá giấu tay, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ không được chủ quan, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc bạn tránh nóng nảy và bực bội, tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim bạn không thích hợp cho việc xuất hành nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi thìn.
Tử vi tuổi Tuất chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Tuất á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất bạn đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Tuất trong ngày này không được mấy khả quan. Bạn có thể nhận ra rằng xung quanh mình có quá nhiều kẻ giả tạo và bạn tránh hết sức gặp phải những người như thế này bạn nhé. Với bạn tuổi Tuất trong cái ngày chủ nhật này, mệnh chủ cũng cần phải quan tâm hơn tới cái gia đình của mình bằng cách lắng nghe suy nghĩ của nửa kia, và bạn đừng quá áp đặt những cái suy nghĩ của mình bắt người khác phải nghe theo, bởi không ai thích phải răm rắp tuân theo lời của người khác đâu đó bạn tuổi Tuất nhé. Tỷ kim chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi Tuất trong cái ngày Tý này, công việc của bạn bạn lại có được cái sự quyết đoán và dũng cảm. Bạn cũng đặt ra những cái mục tiêu rõ ràng cho bản thân, tuy nhiên bạn lại ít chịu hòa nhập với mọi người hay cô độc, nên sự nghiệp với bạn phát triển không được mấy thuận lợi nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, xã giao không thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, lắng nghe nửa kia. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, vợ chồng tranh cãi. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, có chí tín thủ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, cần hòa hợp hơn đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2020. Ngày chủ nhật này đối với bạn tuổi Hợi á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi bạn đang có được tam hội nâng đỡ, cho nên bạn tuổi Hợi trong cái ngày này bạn xây dựng được cái mối quan hệ xã giao hài hòa nhờ bản tính chân thật tốt bụng của mình đó bạn tuổi Hợi nhé. Và bạn tuổi Hợi bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác nếu ai đó gặp phải cái khó khăn, nên nhận được cái sự yêu mến của rất nhiều người đó bạn nhé. Với bạn tuổi Hợi á, bản mệnh còn có cái cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay. Quý nhân sẽ giúp cho bạn đưa ra những cái phương hướng chính xác cho nghề nghiệp tương lai, đồng thời có những cái phương án giải quyết cái vấn đề hiện tại với bạn nữa ấn. Nhưng trong cái ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc thủy. Đáng tiếc là cái mối quan hệ giữa bản mệnh và gia đình lại không được như ý muốn. Bản mệnh có thể cảm thấy tình cảm vợ chồng đang dần phai nhạt dần đi, và bạn tuổi Hợi bạn không thể cứ tiếp tục giữ nguyên cái hiện trạng như thế này nữa, mà nên hành động để cứu vãn tình thế như bạn tuổi Hợi nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Hợi, bạn đang có được cái sự tác động của các sao tốt như là sao Nguyệt Đức, sao Nguyệt Ân, sao Phúc Sinh, sao Tam Hợp, sao Dân Nhật, sao Hoàng Ân, sao Thanh Long, sao Thiên Thủy. Cho nên rất tốt cho cái việc cầu tài lộc và theo khẩu minh hôm nay cũng là ngày rất chi là tốt. Cái việc cầu tài lộc, xuất hành, khai trương, mở kho đều được thuận lợi bạn tuổi Hợi nhé. Ngày này với bạn tuổi Hợi, bạn đang có được tin vui, có người giúp đỡ. Bạn tuổi Hợi cũng nên xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng chánh nam, tài thần hướng chánh tây để tăng thêm cái vận may về tiền bạc, tài lộc cho mình bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, được nhiều người yêu mến. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, xã giao hài hòa. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, gặp được quý nhân. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, sự nghiệp phát triển, có tiền. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, tình cảm phai nhạt. Về đánh giá trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc
5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.